Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái phần rút tiền trong tài khoản ví điện tử của khách. Thì bạn khi sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản admin, bạn vào trong phần quản trị, bạn sẽ vào danh sách khách hàng. Tới lúc này bạn muốn tìm một khách hàng nào đó thì bạn chỉ cần gõ tên vào đây thôi. Ví dụ tên một khách hàng nào đó ở đây, bạn sẽ lấy tên khách hàng này. Bạn muốn rút tiền thì bạn chọn vào cái nút rút tiền ở bên này, rút tiền ở đây. Thì vô đây bạn sẽ chỉ cần nhập cái số tiền mà bạn muốn rút ra khỏi tài khoản này. Bạn nhập số tiền và bạn tạo mới. Sau khi bạn tạo mới xong thì bạn sẽ vào cái lịch sử rút. Ở đây là tất cả cái lịch sử mà bạn sẽ rút. Thì nếu như mà cái trạng thái tại vì khi bạn tạo mới thì cái trạng thái sẽ chưa gọi là đã duyệt. Thì bạn tạo mới xong, bạn sẽ vào đây và bạn chọn vào xem. Ở vô này, nếu mà trạng thái ở tình trạng là chưa duyệt thì ở đây sẽ được mở ra để cho bạn chọn vào trạng thái là duyệt chuyển hay là duyệt rút. Thì ở đây bạn bấm cập nhật lại thì cái số tiền ở đây là số tiền này trong tài khoản của vị khách này sẽ bị trừ đi cái số tiền tương ứng ở trong cái lệnh rút tiền này.